được sự ủy nhiệm của chính phủ liên bang từ năm 1984, ký hôn thú tại văn phòng hoặc tại lễ cưới theo yêu cầu của khách hàng. Mọi nhu cầu về chứng hôn nhân xin liên lạc ông Trương Văn Quang qua số điện thoại 0418 210 507. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu kính thưa quý khán giả của Vietface TV. Hôm nay, tiểu bang New South Wales đang có nguy cơ lớn vì tại Sydney đang có 5 ca nhiễm cộng đồng mà 4 trong số 5 ca này vẫn hãy còn bí hiểm. Mặc dù Bộ Y tế New South Wales đang nỗ lực tối đa để truy vết, tức là contact tracing, nhưng chưa ai có thể nói chắc chắn là những trường hợp lây lan cộng đồng là chưa xảy ra. Những ca nhiễm bệnh mới tại Sydney có thể dẫn tới tình trạng giới hạn biên giới nội địa, và đây có thể là điều mà không ai muốn xảy ra trong tuần lễ trước Giáng sinh. Trong khi đó, thì cuộc khẩu chiến giữa Canberra và Bắc Kinh vẫn tiếp tục và quyết định mới nhất của chính phủ Scott Morrison là thưa Trung Quốc ra trước WTO về vấn đề lúa mạch. Và sau đây, xin kính mời quý khán giả theo dõi phần tin chi tiết của chúng tôi trong bản tin 3 giờ chiều ngày hôm nay thứ Năm, ngày 17 tháng 12 năm 2020. Đầu tiên là tin về đại dịch COVID-19 tại New South Wales. Ba ca nhiễm cộng đồng mới gây nhiều lo ngại. Sau khi Bộ trưởng Y tế New South Wales Brett Hazard loan báo trường hợp nhiễm bệnh cộng đồng khi một tài xế chuyên chở các phi hành đoàn giữa phi trường và các khách sạn cách ly đã bị thử nghiệm dương tính. Chẳng may, Sydney lại có thêm bốn ca nhiễm cộng đồng khác. Hai trong số đó là một cặp vợ chồng ở khu vực Palm Beach, người vợ ở lứa tuổi 60 và người chồng ở lứa tuổi 70 mà nguyên nhân vẫn còn bí hiểm trong khi hai trường hợp kia là cư dân sinh sống tại khu vực French Forest. Nhắc lại người lái xe cư ngụ tại vùng Đông Nam Sydney và được coi là đã bị nhiễm bệnh từ ngày 3 tháng 12, nhưng chỉ vừa được thử nghiệm dương tính vào thứ bảy tuần trước, tức là ngày 12 tháng 12. Trong thời gian gần 10 ngày này thì người lái xe này đã từng tham dự một sinh hoạt thể thao tại vùng phía Nam Sydney. Tuy nhiên, điều may mắn là ba thành viên trong gia đình của tài xế này đã được thử nghiệm và đã có kết quả âm tính. Vấn đề được đặt ra là làm thế nào để việc cách ly các phi hành đoàn được hữu hiệu hơn, vì hiện nay đang có giả thuyết cho rằng có lẽ người tài xế này đã bị nhiễm bệnh từ một phi hành đoàn. Tuy nhiên, giả thuyết này còn cần phải được xác minh lại. Trong khi đó thì bốn ca nhiễm bệnh mới khác đã được phát hiện tại vùng biển Palm Beach, phía bắc thủ phủ Sydney và vẫn chưa tìm được nguồn gốc lây lan dịch bệnh. Điều đáng lo ngại là những người này đã từng lui tới rất nhiều địa điểm công cộng xung quanh khu vực Palm Beach liên tục trong những ngày 13, 14 và 15 tháng 12 mà danh sách chúng tôi đang cho chạy trên màn hình. Giới chức thẩm quyền y tế New South Wales hiện đang thúc giục những ai đã có mặt tại những địa điểm và ngày giờ nói trên đều cần phải đi thử nghiệm và đặc biệt là những ai đã có mặt tại quán ăn Oliver's Spice, Binh Ly và siêu thị Woolworths cần phải thử nghiệm và sống cách ly cho đến khi có kết quả thử nghiệm âm tính. Đại dịch COVID-19 phản ứng tại Queensland và Tây Úc về các ca nhiễm mới tại New South Wales Quyền thủ hiến tiểu bang Queensland, kiêm bộ trưởng y tế ông Stephen Mouse đã loan báo rằng Y sĩ trưởng Queensland, bác sĩ Janet Young hiện đang tiếp xúc và thảo luận với y sĩ trưởng New South Wales, bác sĩ Kerry Chan, để thẩm định mức độ rủi ro cũng như kết quả các cuộc thử nghiệm về nguồn gốc của virus của những ca nhiễm được cho là bí ẩn này. Chính quyền Queensland nói rằng họ không hề lo lắng về trường hợp của người tài xế đưa đón phi hành đoàn từ phi trường Sydney đến các khách sạn cách ly. Thế nhưng họ lại rất lo lắng về rủi ro mà người này có thể đã gây lây lan trong cộng đồng vì người này đã từng có mặt tại một sinh hoạt thể thao có rất đông người tham gia. Bên cạnh đó, chính quyền Queensland cũng tỏ ra lo lắng về trường hợp 4 ca nhiễm cộng đồng đã xảy ra tại vùng biển Palm Beach, vì những trường hợp này được cho là sẽ gây nên rủi ro rất cao và rất có thể sẽ là nguyên nhân làm bùng phát dịch bệnh lần thứ nhì tại New South Wales. Trong khi đó, thì tại Tây Úc, Thủ hiến Mark McGowan cũng đã nói rằng, y sĩ trường Tây Úc hiện đang liên lạc và thảo luận với y sĩ trường của New South Wales Mặc dù ông Mark McGowan vẫn coi việc âm tính của hai thành viên khác trong gia đình người tài xế này là một dấu hiệu tích cực. Thế nhưng, chính phủ Tây Úc vẫn chờ xem tình trạng lây lan dịch bệnh tại New South Wales sẽ được kiểm soát như thế nào, trước khi quyết định là sẽ duy trì việc mở cửa biên giới hay là đóng cửa biên giới với cư dân New South Wales. Chính quyền Tây Úc quan ngại về trường hợp dịch bệnh có thể đã lây lan ra cộng đồng. Và tất nhiên là vào thời điểm này thì chúng ta chưa biết được những ai đã nhiễm bệnh Ngoài 5 trường hợp đã được xác nhận bởi Bộ Y tế New South Wales. Sau đây là tình hình đại dịch Covid-19 tại Nam Úc và Tây Úc. Tiểu bang Nam Úc đã có thêm một ngày nữa không có ca nhiễm cộng đồng và do đó chính phủ Nam Úc đã tháo gỡ hầu hết những giới hạn để công chúng có thể qua lại vùng biên giới một cách thoải mái mà không còn bị bất cứ giới hạn nào nữa. Trong khi đó thì tại Tây Úc, chính phủ loan báo là đã có 4 ca nhiễm bệnh Tuy nhiên, tất cả đều là những người từ nước ngoài trở về và đang sống cách ly. Tuy vậy, tình trạng cách ly ở khách sạn có thể sẽ là một điểm yếu trong kế hoạch phòng chống lây lan dịch bệnh tại Tây Úc. Vì lý do đó, nên chính phủ Tây Úc đã ra lệnh cấm tất cả những ai đang sống cách ly ở khách sạn, không được gửi bưu kiện quà cáp Giáng sinh ra ngoài cho gia đình hoặc bạn bè. Biện pháp này nhằm ngăn ngừa những trường hợp vi khuẩn COVID-19 có thể thoát ra ngoài thông qua những bưu kiện hoặc thư từ từ những người đang sống cách ly. Thủ hiến Nam Úc kêu gọi sử dụng hệ thống đăng ký mã QR để kiểm soát Covid-19. Thủ hiến Nam Úc Steven Marshall vừa lên tiếng thúc giục lĩnh vực bán lẻ áp dụng hệ thống đăng ký bằng mã QR code để đảm bảo tiểu bang kiểm soát các trường hợp lây nhiễm Covid-19. Hệ thống QR code đã được mở rộng trong tuần này để bao gồm tất cả các cửa hàng bán lẻ và đã gây ra một số lo ngại như một sự mạo hiểm không cần thiết trong giai đoạn giao dịch bận rộn của giáng sinh. Thủ hiến Marshall cho biết Hệ thống này rất quan trọng để đảm bảo việc theo dõi liên hệ thích hợp và mọi nhà bán lẻ đều có trách nhiệm sử dụng hệ thống đăng ký. Theo hệ thống đăng ký, thông tin chỉ được nhân viên của SA Health truy cập và bị hủy sau 28 ngày. Trong khi đó, thì y sĩ trường tại Nam Úc, giáo sư Nicholas Spurrier cho biết, mọi người có thể bị từ chối không được vào bên trong các cửa hàng cũng như tất cả các địa điểm khác nếu họ từ chối không sử dụng mã QR code hoặc cung cấp thông tin liên lạc theo cách thủ công. Giáo sư Spurrier cho biết, trong năm mới cũng có thể cân nhắc đến việc mở rộng hệ thống làm thủ tục sang các khu vực có rủi ro cao hơn, bao gồm cả trên các phương tiện giao thông công cộng. Giao thương với Trung Quốc, Úc Châu khẳng định đang có lợi thế lớn trong đơn kiện lên WTO. Sau nỗ lực giải quyết song phương không thành công, Úc Châu đã quyết định đưa vấn đề tranh chấp thương mại với Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và sẵn sàng cân nhắc động thái quyết liệt hơn nếu tranh chấp vẫn không thể giải quyết. Theo hãng tin Nine News, thì ngày hôm qua, Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham đã chính thức tuyên bố về việc nước Úc đã đưa tranh chấp với Trung Quốc lên WTO để thách thức động thái của Bắc Kinh khi chống lại việc xuất khẩu lúa mạch của Canberra. Ông Birmingham cho biết, động thái mới nhất của Úc là hành động đúng đắn và được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của các nhà sản xuất lúa mạch. Cũng theo lời Bộ trưởng Simon Birmingham, thì sở dĩ Canberra đưa ra động thái trên sau khi không thể thiết lập đối thoại song phương với Trung Quốc về tranh chấp lúa mạch. Các chuyên gia nhận định, Bắc Kinh đã hạn chế nhập khẩu lúa mạch của Úc từ năm 2018 do lo ngại bị phụ thuộc vào các sản phẩm nhập khẩu. Tuy nhiên, việc Trung Quốc áp thuế trung bán phá giá lên tới 80.5% đối với sản phẩm lúa mạch của Úc đã diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước hiện đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1989. Hành động mới nhất của Úc được đưa ra sau khi Trung Quốc áp thuế 80.5% với lúa mạch xuất khẩu của Úc hồi đầu năm nay. Ngoài lúa mạch, Bắc Kinh gần đây còn tăng thuế với rượu vang, đồng thời chặn nhập khẩu thịt cừu, thịt bò, tôm hùm và một số hàng hóa khác từ Úc. Bắc Kinh chỉ trích chính sách đầu tư và cáo buộc nước Úc đã vi phạm thỏa hiệp. Để phản bác lại quyết định của chính phủ Úc trong vấn đề tranh chấp thương mại, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Bắc Kinh đã nêu lên hai trường hợp mà chính phủ Úc đã bác bỏ đề nghị đầu tư trị giá 14 tỷ đô la của một công ty Hồng Kông và một công ty khác tại Hoa Lục. Hội đồng duyệt xét đầu tư nước ngoài gọi tắt là FIAB đã nghiên cứu hai đề nghị này, nhưng đã không đề nghị bác bỏ. Ngược lại, thì Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg đã quyết định bác bỏ hai đề nghị này trên căn bản quyền lợi quốc gia và tất nhiên là Bắc Kinh có thể dựa vào tình trạng này để tố cáo chính phủ Úc đã có một quyết định chính trị đối với đề nghị đầu tư từ Hoa Lục và từ Hồng Kông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Kinh còn nói rằng, Hiệp định Tự do Thương mại CHAFTA giữa Trung Quốc và Úc đã quy định và khuyến khích đầu tư giữa hai nước và chính phủ Úc đã có quyết định trái với Hiệp định CHAFTA này mà hai nước đã ký kết hồi năm 2014 và có hiệu lực vào năm 2015. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.